Rồi, Biển Bình Định xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay Biển Bình Định sẽ quay một cái video là gọi là rào chắn đa năng nha mọi người. Thì được lùa xếp làm bằng sắt nha. Rất là gọn gàng. Đó, đây là máng trượt nha mọi người. Đó là máng trượt nha. Thì bằng cây là U4 và những cây 13 và vuông nha mọi người. Đó. Thì được làm rất là chắc chắn. Khi lùa qua như thế này thì rào chắn đa năng cho em bé là nó rất là an toàn, chiều cao nó là 80 đó. Thì khi mình sử dụng nó thì mình sẽ kéo ra nha mọi người, còn mà mình không sử dụng nó thì mình sẽ đóng lại, mình sẽ lùa vô rất là tiện lợi. Thì nó có cái tay cầm này đó, và khi xếp lại gọn gàng như thế này rất là dễ dàng, rất là chắc chắn, thế hệ 2021 nha mọi người. Đó. Thì mọi người yêu thích thì hãy tìm hiểu và đăng ký ủng hộ cho kênh Biển Bình Định nha. Đó. Thì Biển Bình Định sẽ lên nhiều cái video clip là gọi là về thành phần như là sắt thép rồi hoặc là xây dựng nha mọi người. Đó thì cho mọi người sẽ cùng nhau chia sẻ và tìm hiểu nha. Đó. Thì đây là một cái gọi là rào chắn đa năng cho em bé cầu thang. Đó. Thì hôm nay là mình sẽ quay cái video rào chắn gọi là lùa nha mọi người. Đó, đây khi mình thế này là gọi là hai cái bánh lò keo nha, trượt nha, và dưới này là nó có một cái bánh xe này, một bánh xe để cho mọi người đẩy này. Đó, bánh xe này được đẩy này, và cái này là lùa lùa xong rồi là ship như thế này. Khi mà đi xuống cầu thang nó cũng rất là thoải mái. Đó. Còn nếu mà mình em bé thì đó mình sẽ ra lại có cái chốc đóng lại đó, thấy chưa mọi người, thấy nó rất là thú vị đúng không? Đó, hãy nhớ đăng ký ủng hộ cho kênh Biển Định nha mọi người. Rồi xin chào tất cả mọi người.